Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn, chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông: ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: Đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một việc làm mà phần đông ai trong chúng ta cũng đều thích, đó là đi mua sắm. Có người thích đi đến những cái trung tâm thương mại này để mua cái tủ lạnh, để mua cái tivi. Có người thích đi đến trung tâm thương mại kia để mua cái máy giặt, mua vài đôi dép, mua vài bộ quần áo, vân vân. Ngày hôm nay con muốn giới thiệu với ông bà anh chị em một trung tâm mua sắm lớn. Không phải là trung tâm thương mại, nhưng đó là một trung tâm thương yêu. Đó chính là Chúa Giêsu. Nơi ngày chúng ta sẽ tìm được một điều có thể gọi là lớn lao, vượt lên trên tất cả mọi của cải vật chất ở trần gian này. Đó chính là sự bình an. Vậy thì khi đến với Ngài, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để mà có được sự bình an? Thiết nghĩ khi nhìn vào đời sống của người phụ nữ trong phúc âm chúng ta vừa nghe, có hai điều mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta
cần phải chuẩn bị, đó là lòng sám hối và lòng tin. Ông bà anh chị em kính mến, trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Và người phụ nữ trong đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe cũng không ngoại lệ. Thánh Luca cho biết người phụ nữ này là thuộc hạng người tội lỗi trong thành. Chỉ nổi tiếng, nổi tiếng không phải vì điều tốt, nhưng nổi tiếng bởi tai tiếng của mình. Nổi tiếng đến nỗi mà ai cũng biết. Và khi chị đi đến đâu thì ai cũng miệt thị chị, soi mói, nhìn chị bằng những cặp mắt khinh thường. Ai cũng muốn xa chạy cao bay, muốn trốn thật xa, tránh thật xa chị. Chị sống giữa chốn phồn hoa đô thị, nhiều người đi, nhiều kẻ lại, nhưng lòng chị trống vắng và cô đơn. Không ai coi trọng chị, không ai thông cảm chị, không ai chấp nhận chị. Lòng chị tuyệt vọng. Nhưng rồi bỗng một ngày, chị đứng bên lề của đám đông, chị nghe Chúa Giêsu giảng dạy, và chị đã thấy nơi Ngài một cái bàn tay có thể nâng chị lên khỏi cái đầm lầy của đời sống của chị. Và chính cách cư xử của Chúa Giêsu đã làm cho chị thức tỉnh tâm hồn. Chị hồi tâm nhìn lại đời mình, và chị đã dục lòng sám hối. Chị khát khao một ngày nào đó có thể gặp được Chúa Giêsu, có thể chạm đến Chúa Giêsu, ước được nghe Chúa nói những lời yêu thương, nói những lời tha thứ đến với chị, như Chúa Giêsu đã từng làm cho những người tội lỗi khác. Chị nuôi niềm hy vọng và nuôi niềm tin vào Chúa Giêsu. Thế rồi cơ hội cũng đến với chị. Một ngày nọ, Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà Simon thuộc nhóm biệt phái. Chúng ta biết ở nước Palestine thời bấy giờ, mỗi khi có một rabbi đến dự tiệc ở nhà người nào thì tất cả mọi người có quyền tự do đến đó để mà nghe những lời khôn ngoan. Và chị cũng như bao người khác, chị đã đến đây. Nhưng chị hồi hộp, lo sợ bởi những ánh mắt kỳ thị, bởi những lời nói mỉa mai, khi dễ, đàm tiếu. Tuy nhiên, nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, chị đã vượt qua tất cả những cái thử thách, chị đã vượt qua mọi cái rào cản, để rồi chị đến với Chúa Giêsu. Chị quên hẳn tất cả mọi người xung quanh. Chị chạy đến với Chúa, cứ như thể là chị có Chúa với chị. Và chị đã khóc lóc, nức nở, khóc thật nhiều. Chị khóc bởi những cái đời sống xấu xa, bởi đời sống tội lỗi của mình. Và đồng thời chị khóc bởi vì chị biết rằng chị sẽ được Chúa tha thứ. Chị ngập tràn hạnh phúc khi Chúa nói với chị: tội con được tha rồi, con hãy đi bình an. Ông bà anh chị em kính mến, sự bình an không chỉ cần thiết cho người phụ nữ khi xưa, nhưng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và sự bình an này chúng ta không thể mua bằng tiền, bằng vàng, bằng đô la, bằng hộp xoàn kim cương. Nhưng
chúng ta có được sự bình an là do lòng sám hối, do lòng tin tưởng vào Chúa, và nhất là do lòng thương xót của Chúa. Sự bình an này chúng ta không thể tìm được ở những cái trung tâm thương mại, không thể tìm ở những cái siêu thị, không thể tìm ở những cái hội chợ triển lãm, nhưng chúng ta chỉ tìm được ở nơi chính Chúa. Cụ thể, Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải, để rồi Chúa sẽ ban sự bình an cho chúng ta. Có người kia nói với cha sở: thưa cha, con đã bỏ nhà thờ lâu rồi, con muốn đi nhà thờ để xưng tội. Nhưng khi vào nhà thờ thì hai chân của con nó cứ run cầm cập, con không thể nào đi xưng tội được. Người nọ lại nói: thưa cha, con muốn đi xưng tội, nhưng mà cố sở con khó quá, con sợ, con không dám đi xưng tội. Người khác lại nói: thưa cha, con bận nhiều việc, con không có thì giờ để đến nhà thờ, con gọi điện để hỏi cha, xin cha giải tội cho con qua điện thoại được không? Ông bà anh chị em kính mến, người ta có rất nhiều lý do, trăm ngàn lý do để biện minh cho con người của mình. Chúng ta hãy nhìn vào cái gương của chị người phụ nữ trong phúc âm chúng ta vừa nghe. Can đảm nhìn nhận con người của mình, biết sám hối, biết tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa, vào lòng tha thứ của Chúa. Và chúng ta hãy chạy đến với Chúa, để rồi chính Chúa là tình yêu sẽ ban sự bình an cho mỗi người chúng ta. Amen.